chào mừng các bạn đã đến với những sự thật thú vị về loài mèo có thể bạn chưa biết. Như là tại sao mèo nhảy qua người chết thì người sống lại? Hay tại sao mắt chó mèo lại lóe sáng một cách đáng sợ vào ban đêm? Rồi thì tại sao lũ mèo đôi khi lại chán thịt thèm cỏ? Và tất cả sẽ được giải đáp qua video của ngày hôm nay. Cùng mình khám phá ngay thôi nào! Tại sao mèo nhảy qua người chết thì người sống lại? Chả là xưa kia, ông bà ta thường quan niệm rằng mèo đen là loài mèo đem đến những điều xui xẻo, đặc biệt kiêng kỵ trong các đám tang, vì nếu mà mèo nhảy qua xác chết sẽ bật dậy và trở thành ma cương thi. Thậm chí cả những chiếc quan tài cũng sẽ bị bật nắp và lăn xuống đất. Ui giời, hết hồn cái hồn còn nguyên các bác ạ. Và để giải thích cho cái hiện tượng này thì các nhà khoa học cho rằng con người khi chết sẽ mang điện tích âm, con mèo thì mang điện tích dương. Cho nên khi mèo nhảy qua người đã chết thì sẽ tạo ra một dòng điện rất mạnh, làm bật người chết dậy và có thể làm cho người chết sống thêm khoảng một thời gian ngắn, nhưng mà chỉ khoảng vài phút đến một ngày thôi. Như vậy thì cái chuyện linh miêu làm sống lại người chết chỉ là hiện tượng trường sinh học giữa người và vật. Việc mèo đến gần người chết làm cho con người ta vực dậy theo phản xạ, chứ não và tim lúc bấy giờ đã ngừng hoạt động rồi, nên không có chuyện người có thể sống lại như bình thường đâu nhá. Tóm cái váy thì ông bà ta đã dạy rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Để cho yên tâm thì chúng ta cứ duy trì phong tục của tổ tiên truyền lại, chỉ tránh không nghe theo những hủ tục thiếu cơ sở khoa học thôi nhá. Tại sao mắt chó mèo lóe sáng vào ban đêm? Nếu từng nuôi chó hay mèo, chắc hẳn không ít lần bạn phải hú hồn hú vía khi mà bắt gặp những cặp mắt thú cưng lóe sáng trong đêm. Lại bảo không đi. Và giải thích cho hiện tượng này là do mắt của các loài động vật, mà điển hình là chó với mèo, luôn có một lớp phản quang có tên là tabatum lucidum ở ngay sau cái võng mạc, giúp phản xạ ánh sáng trở lại mắt, từ đó thì tạo ra những cặp mắt rực sáng trong đêm. Và có một điều thú vị là cái chất tabatum này được tìm thấy ở hầu hết các loài có vú, từ các loài ăn chay như là bò, cừu, dê, ngựa, đến các loài ăn mặn như là chó, mèo, sói hay là vua đầm lầy cá sấu. Bên cạnh tạo ra những đốm sáng đáng sợ, thì tabatum còn có một cái chức năng quan trọng hơn cả, là giúp cho các sinh vật kể trên nhìn rõ hơn vào ban đêm, từ đó giúp chúng di chuyển và săn mồi hiệu quả hơn. Về con người thì chúng ta không có cái chất này ở võng mạc, nên tầm nhìn vào ban đêm sẽ hạn chế hơn so với động vật. Và vào ban đêm thì mắt ta cũng sẽ không tự nhiên mà lóe sáng. Tuy nhiên khi chúng ta chụp ảnh bằng đèn flash, thì những bức ảnh thường có màu đỏ ở ánh mắt là do ánh sáng từ máy ảnh bật ra khỏi các mạch máu đỏ và cơ máu đỏ phía sau võng mạc, cho nên sẽ có màu đỏ. Tóm lại, nhờ cái lớp tabatum lucidum này ở ngay cái sau võng mạc ấy sẽ giúp cho mắt động vật có thể lóe sáng trong đêm. Và mỗi loài vật, mỗi màu sắc của tabatum sẽ khác nhau, từ đó thì màu mắt sáng của các loài cũng sẽ khác nhau. Tại sao mèo ăn cỏ? Khi mùa hè sang thì cái hiện tượng những chú mèo ra vườn dạo chơi và lót dạ bằng mấy nắm cỏ là điều không hiếm gặp. Nên hãy yên tâm nhé, bởi không chỉ có mèo nhà mấy ông có hiện tượng này đâu, mà đây là cái sở thích chung của loài mèo rồi. Theo trang y tế và sức khỏe WebMD, thì đối với mèo, cỏ đóng vai trò là một thuốc nhuận tràng tự nhiên, giúp chống lại bệnh khó tiêu, bổ sung axit folic và rất tốt cho tiêu hóa. Như vậy, việc chán thịt thèm cỏ cơ bản không phải là một thói quen xấu đâu nhé, mà thậm chí ngược lại, cỏ còn đem lại cho mèo rất là nhiều lợi ích. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo rằng là cái đám cỏ xung quanh nhà không phải là loại cỏ độc hại, vì đôi khi cái hàm lượng thuốc diệt cỏ hay là hóa chất có trong cỏ sẽ khiến cho mèo bị ngộ độc. Và để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bạn mèo, thì mọi người có thể đầu tư cho các boss những bụi cỏ hữu cơ, cỏ lúa mì hay là lúa mạch, vừa lành tính mà lại vừa dinh dưỡng nữa chứ. Và video của chúng tôi đến đây là cũng kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi đến từ tất cả các bạn. Đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận để giúp cho chúng mình càng ngày càng phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Và video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.